Con chưa? Mày... Con chưa kìa? Mày làm cái gì vậy chi? Mày làm cái gì vậy? Cái mẹ nó đấy. À, mày làm cái gì vậy? Hả? Cái chi vừa nãy thì mình vừa đi ra ngoài xã về có tí việc về thì Tuyến bảo là thấy cái chi đưa cái Thảo đi đâu ấy thì thường lúc đấy nó chi nó đưa cái xe máy thì Tuyến nó đứng thì không kịp ấy, bởi vì nhà mình có một cái xe máy không biết là nó đi đâu các bạn ạ. Thì bây giờ mà mình phải đi theo sau thì không biết là giờ có đuổi kịp không nữa. Đấy thì thấy nó bảo Tuyến bảo là thấy nó hình như nó đi thẳng đến Hòa Bình rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình đang rất là lo, không biết là nó đi đâu đây. Bây giờ mà mình đang đi tìm thế là nó đuổi theo là thấy nó không các bạn ạ. Nó đi bạn đi lên trên đấy đi chơi thì bảo là thế. Sao mà em tóm lại không chạy kịp, nó đi xe máy em đi bộ chạy kịp được, em gọi chẳng có ai, em phải gọi anh luôn về thì em lúc anh về em phải đi bộ ra đầu gần đầu đường rồi còn gì nữa. Bây giờ biết đuổi kịp không này các bạn, không biết nó đi đâu đây. Mà chẳng biết anh có ấy cửa cái gì nói. Anh cửa gì, anh để cửa như thế tí bố anh rửa thuốc về bố lại xuống xe kiểu gì. Chán thật đấy các bạn ạ. Nó rình ấy, nó đợi nó không có ai ấy, thì nó bắt đầu nó mới lôi vào lôi Thảo đi. Cũng càng là chuyện rình. Mẹ giờ đấy biết là nơi nào tìm các bạn ạ. Nhà còn không có cái xe nào không đuổi kịp được ấy. Ê, ai điện đấy? Alo. Alo anh ơi. Cái gì đây? Anh ơi, em thấy chị Lai chị Thảo ra ngoài bờ sông đây này. Mày đang đâu? Em đang ngoài bờ sông. Mày tóm lại cho anh cái. Vâng, anh ra nhưng em thấy Thảo, chị đang ngoài Thảo ra đây này. Ở đâu nhỉ? Ngoài bờ sông. Ít kéo nào, sông dài thì ít kéo nào. Mày à. Mày thế nhỉ? Sợ bây giờ nó ra nó đẩy Thảo xuống sông rồi thế. Biết đéo biết sông nào, trai cũng ẳng đây. Nhà đang tranh ở trên này à? Vâng, nó lên đây nói đi làm. Đi làm ngày đi. Nhìn thấy em thấy không? Không có xe, nếu có xe nó ở đây rồi. Đoạn này. Ừ. Anh ơi xuống đây nhé. Anh ơi nó kia. Ôi nó kéo ra. Đâu rồi? Ở kia. Gì vậy? Làm cái gì vậy? Thôi chưa? Mày. Con chưa kìa. Mày làm cái gì vậy chi? Mày làm cái gì vậy? Đây. Mày làm cái gì vậy chi? Hả? Mẹ mày làm gì đấy? Làm gì cái em? Thôi nha chị. Đi đây, cho nó trận. Đi đây. Mày làm gì đấy? Gì? Hả? Mày làm cái gì đấy? Trò gì đấy? Hả? Em làm gì cái em? Mày vừa làm cái động gì đấy? Mày muốn như nào? Sao mà mày muốn như nào? Hả? Như nào cả? Mày thích đưa trốn nó lên đây không? Hả? À, mày đi lừa nó lên đây, mày cho nó xuống đây không? Nó đòi lên đây chứ. Mày đi cho nó xuống đây không? Thôi không? Hả? À? Ừ. Đi cho nó xuống đây luôn không? Hả? À? Thích như nào? Xuống luôn không? Không xuống rồi. Mày muốn như nào? Hả? À? Mày muốn đi tù không? Để cho mày đi luôn. Em chẳng làm gì sai phải đi tù cả. Mày vừa làm hành động gì? Hỏi mày. Mày vừa làm cái trò gì đấy? Tao không đến kịp thì mày sẽ làm gì nó? Hả? À? Mày láo nhở? Nhở? Tao hỏi mày bây giờ muốn như nào? Em chẳng muốn như nào. Mày còn muốn nó sống nữa hay là muốn như nào để cho nó? Mày thích làm gì tôi làm luôn. Hả? À? Mày muốn làm với gái tao nữa không? Tao hỏi mày biết này, mày còn muốn ở căn nhà của tao ấy thì mày phải ngoan vào. Mày nghe chưa? Bây giờ bố không nghe mày nữa đâu.
bố không tin mày đâu. Tại anh ấy. Tao quay lại video hết rồi. Hôm nay mày làm những hành động gì của mày ấy, tao cho bố xem hết. Còn mẹ với bà tao không quan tâm. Mẹ và bà kiểu gì sẽ biết là con người thật của mày, hiểu chưa? Còn từ ngày xưa đến giờ ấy, tao chưa bao giờ đánh mày bao giờ. Nhưng từ mấy hôm trước đến giờ này ấy, tao không coi mày là em gái nữa đâu. Tao nói mày biết nhá. Con vợ của tao, con của tao, mãi mãi là vợ của tao và con của tao nhá, mày nghe chưa? Không bao giờ thay đổi được. Còn tính của mày ấy, mày không thay đổi được ấy, thì mày cốt nhất mày đi ra khỏi nhà tao, mày nghe chưa? Tao nói thế ấy, mày không được thay đổi được cái tính của mày ấy, thì tốt nhất mày tự dọn quần áo đi ra khỏi nhà tao nhá, mày nghe chưa? Chó thì mày dám đẩy tao à. Mày thấy chưa? Nó đang bị điên nhưng mà nó còn biết là nó cáu mày như nỗi nào. Nó mà tỉnh lại ấy, thì mày phải biết nhá. Nhìn kìa, kìa đó. Đi đây. Nhanh. Tao chả có lời gì nói với mày đâu nhá. Từ hôm nay trở đi ấy, anh mang mày rồi, đi, anh mày đừng gọi tao là anh nữa, nghe chưa? Tao không phải anh của mày. Tao cũng không có lại em gái như mày. Mẹ tao không ra kịp thì không biết hôm nay như thế nào nữa. Cứ hỏi nào. Nó mai đây là cái gì? Nó bảo đi theo nó trốn kiểu. Anh bảo là không có ra khỏi phòng mà, sao em ra khỏi phòng làm gì? Hả? Anh bảo không cho con ra khỏi phòng, sao em ra khỏi phòng làm gì? Hôm nay em không ra kịp thì em biết là gì, em bị sao luôn không? Hả? Anh ra kịp cứu em thì mới biết em xảy ra bao nhiêu chuyện gì không? Cái mẹ nó đấy. À, mày làm gì vậy? Hả? Hả? Mày làm gì? Mày làm gì? Hả? Đây, đá này, cầm lấy. Cầm lấy. Ném thẳng đầu tao này. Cầm lấy ném thẳng đầu tao này. Không phải ném như đấy. Đập thẳng đầu tao này. Cái này cho là nhiều máu này. Mày cầm lấy mày đập đi. Đập vào đầu tao này. Anh mau bỏ anh về đi. Mày làm gì? Hả? Mày ném đầu tao á? Hả? Ném đi này, đầu tao nhiều máu này. Ném đi. Mày ném mẹ đi. Anh thấy em ném chưa? Mày cầm đá này làm gì? Em ném xuống nước. Mày cầm đá rồi ném xuống nước á? Tao không ngoảnh lại mà chẳng ném người tao rồi. À, mày thích ném luôn thẳng mặt tao này, còn đéo mày ném xa đấy làm gì? Ừ ngươi cho mày ném này, mày ném đi. Mày ném đi. Anh nói chuyện thì nói đừng có đẩy động chạm vào người em. Tao không dúi mày xuống nước là may lắm rồi nhá, mày nghe chưa? Mày nghe chưa? Vừa nãy mày làm cái gì? Hả? À? Mày chỉ ủi nó xuống không? Anh cút về đi. Tao đéo cút về đấy. Tao ở đây tao xem mày diễn như nào đấy. Mày diễn đi. Mày ném đầu, tao đây này. Tao đéo ngờ tao lại có loại em gái như mày đấy. Đi về, đi mẹ. Đi, đi. Đi dặn ra. Đi. Bỏ đây, vứt đi bận.